Tình hình là mấy bữa nay có nhiều bạn PM Facebook của mình để mà hỏi về cái vấn đề là mua mod ở đâu thì nó ok, newbie thì mua mod ở đâu thì nó giá nó phải chăng, an tâm và uy tín các thứ. Thì thực ra cái vấn đề này nó tương đối là nó hơi nhạy cảm tí, tại vì mình trước giờ mình rất là hạn chế, rất là tránh cái chuyện mà đứng ra đảm bảo uy tín cho một cái cá nhân nào đó. Thì thực ra là ông đó, ông nhiều khi ông bán mod 7-8 năm ổng rất là uy tín, nhưng mà lỡ đâu mình vừa đưa tên ông lên mình đảm bảo cho ổng xong cái ổng đi lừa khách chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng tới mình đó. Nhưng mà thôi, thì cái clip này mình làm để mà cho các bạn có những cái lựa chọn, các bạn những cái shop, có những cái shop khác nhau cho các bạn lựa chọn khi tìm mua mod trong cái trò này đó. Những cái shop này trước tới giờ thì người ta chưa có một cái bất kỳ một cái tai tiếng nào hết, nên là mình mới đưa vào cái clip này. Và mình cũng rất là hy vọng là sau cái clip này người ta sẽ không có làm cái gì đó nó ảnh hưởng tới uy tín của mình. Và ok, mình sẽ bắt đầu với cái shop đầu tiên. Tiên chúng ta sẽ bắt đầu với shop của anh Lê Nguyễn Tấn Phát, đó là thế giới bút bay.com. Đây là cái shop mà mình đánh giá cao nhất. Shop này thì anh Phát này là một cái anh âu mem hoạt động từ xưa tới giờ, từ cái thời mà forum Vy Viết nó gộp chung với Yoyo tới giờ. Tới giờ thì cái forum nó ban rồi nhưng mà ông này vẫn còn bán. Thì khi mà các bạn vào cái web này, các bạn hãy liên hệ cái số điện thoại này chứ đừng có đặt trực tiếp trên web, tại vì cái web này là chỉ có một mình ổng quản thôi, chứ không phải là như mấy cái shop bán quần áo hay gì có nhân viên người ta trực web, không có gì. Cái shop này mình rất là thích, tại vì nó thường là nó bán những cái mod nổi tiếng của nước ngoài, ví dụ như là Ivan. Ở đây chúng ta sẽ có Ivan. Ivan là giá 180 thì nó cũng rất là ok. Thường là có một số shop người ta bán là 200 mấy nhưng mà ông này bán 180 thì mình thấy rất là ok. Và nó có những cái cây mod của nước ngoài, ví dụ như là cây Kuzu. Đó, cây Mr. Somsack như mấy cây này, đó cây 7 G3 các thứ. Thì Mr. Spider thì nó rất là ok. Rip của ông này thì khách rất là cẩn thận. Mình thì chưa bao giờ mua những cái cây mod rip cut như vậy, nhưng mà mình đã từng mượn của một bạn mua mod của anh Phát, và mình thấy cái rip này ổng cắt rất là cẩn thận những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy. Cái ổng làm không có bị dư dư những cái nhựa kiểu như lòi lòi ra những cái găng cưa kiểu vậy đó. Cho nên là mod của ổng làm rất là tỉ mỉ. Và trước giờ thì mình thường là mua những cái cây mod mà nó rip như này, rip kiểu chồng vô như này, thì mình thấy ổng gắn rip và cáp rất là chắc chắn, chứ không phải là kiểu như là gắn cho có, các bạn quay thời gian xúc ra thì các bạn tự sửa, không có vậy. Rip ổng làm rất là chắc và quấn băng keo rất là kỹ. Shop tiếp theo đó là shop của anh Khải Trang, đó là junior.pensop.mv.mn. Đó, thì khi mà truy cập vào cái web này nó sẽ có hướng dẫn ở đây, thì các bạn nên đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng web để mà tránh gây phiền phức cho anh chủ shop. Thì cái shop này mình thấy là nó bán hầu hết là mod tự làm, chỉ có một số những cái cây mod là của nước ngoài, ví dụ như là cây Manowar ST đây, Manowar đây, cây ZG, những cái cây nước ngoài, nhưng mà đa số hầu hết là mod của anh chủ shop tự làm. Và ngoài ra nó còn bán cả spinner đang hot gần đây nữa. Thì cái mặt hàng nó rất là đa dạng hơn là shop của anh Phát. Đó, ngoài ra chúng ta sẽ có là nguyên liệu. Thì chúng ta sẽ có những cái tip rất là lạ mắt. Ví dụ như là tip snipper. Đây là một cái loại đinh tán chứ không phải là tip lấy từ cây viết ra. Cho nên là nếu mà gắn vào cây bút, cây mod của các bạn thì nó sẽ đặc biệt hơn. Đó, thì chúng ta sẽ còn có pen count các thứ, hộp đựng bút các thứ, thì nó sẽ đa dạng hơn là shop của anh Phát. Đó, shop này thì mình chưa bao giờ mua nhưng mà mình thấy là mọi người đánh giá cái shop này cũng rất là cao, và anh này thì anh rất là uy tín trong cái diễn đàn của bút Việt Nam. Cái đó là shop của anh Lý Nguyễn, là chú chít Handmade Shop. Thì để mà đặt hàng trên cái shop này các bạn hãy PM trực tiếp anh Lý Nguyễn trên Facebook. Đó là Lý Nguyễn đây, ông này ông tên Nguyễn và cái avatar rất là chuẩn men đó. Thì để mà đặt hàng thì các bạn có thể PM ổng hoặc là các bạn có thể nhắn tin trực tiếp trên cái shop của ổng luôn, nhưng mà cái shop này là do ổng với lại bạn gái ông quản lý, cho nên là để mà nhanh thì tốt nhất là nên
nhắn thẳng cho ổng. Để mua hàng thì các bạn bấm vào xem tất cả và nó sẽ hiện ra những cái mặt hàng của cái shop. Thường là nó không có nhiều sự lựa chọn cho các bạn đâu, nhưng và những cái sự lựa chọn nó cũng không có nhẹ đô lắm đâu. Đó, thì cái shop này mình rất là ít khi nào mà giới thiệu cho mấy bạn newbie, kiểu mà mới vô thấy đồ cái giá như vậy, ngó cái giá như vậy, ngó như vậy là thôi nghỉ, ngủ khỏe không có mua nữa. Đó, thì được cái là ông này ông rất là thường nhập hàng của nước ngoài, tổ chức những cái đợt cùng nhập hàng nước ngoài với mấy bạn và cho phép mấy bạn đăng ký để mà nhập chung với ông, thì mình thấy rất là ok, rất là thú vị. Đó, nếu mà muốn mua mod của những cái web nước ngoài mà Việt Nam không có bán mà nước ngoài lại có, thì các bạn có thể canh những cái đợt nhập hàng của cái shop này. Và còn một cái nữa là cái shop này mình nghe nói là ông có làm theo yêu cầu, nhưng mà mình cũng không biết là thực hư sao, thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp ổng và hỏi ổng. Đó, thì cái shop này mình đánh giá cũng rất là cao và mình thường ghé nhà ông này nếu mà nghịch mấy cái mod của ổng. Cuối cùng là Sasuke Shop của bạn Nguyễn Hưng, thì đây là Facebook của Nguyễn Hưng. Đó, thì cái shop này mình thấy là nó không có hoành tráng bằng ba cái shop khi nãy mình giới thiệu, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều cái đặc trưng riêng, ví dụ như là những cái event giveaway. Thì bạn này thường tổ chức những cái event là đón số may mắn để mà tặng quà miễn phí cho mấy bạn tham gia. Thì mình lúc trước là từng trúng được vài cái nguyên liệu thì cũng rất là thú vị. Đó, ngoài ra thì thường tổ chức những cái đợt order hàng nước ngoài đó trên amazon.gp đây. Đó, thì các bạn có thể liên hệ với bạn Nguyễn Hưng này để hỏi về những cái vấn đề đó, những cái dịch vụ của cái shop của bạn này. Và ngoài ra thì trong shop nó cũng có bán sẵn một số những cái mặt hàng như trên đó, các bạn có thể thấy. Thì đó là những cái shop mà mình cảm thấy là nó ok từ trước tới giờ, nó uy tín từ trước tới giờ, chưa có một cái tai tiếng nào hết. Và nếu mà lỡ một ngày đẹp trời có cái gì xảy ra thì các bạn cứ PM trực tiếp với những cái chủ shop đó và các bạn nói chuyện, thì người ta sẽ trả lời cho các bạn rất là đàng hoàng. Tại vì đó đều là những cái người ta đã lớn rồi, người ta không có chơi mấy cái trò mà nó trẻ trâu đâu, cho nên là cứ yên tâm mà mua hàng của họ. Thì cái clip này xin được phép kết thúc tại đây, và nếu mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ để các bạn cứ để lại comment bên dưới, thì nhớ like và share để mà ủng hộ mình nếu mà cảm thấy hay, và subscribe channel của mình để mà theo dõi thêm nhiều những cái video mà mình sắp sửa đăng. Ok, bye bye.